Nhật ký Bảo An chào các bạn nha. Các bạn coi nè, trời vừa các bạn. Trời mưa bão các bạn ơi. Bão. Trời ơi trời, đây đây con ốc. Mới ra thấy liền. Đây này quá trời các bạn ơi. Làm ốc con quá trời luôn các bạn ơi. Ốc con nó theo ốc mẹ nè, thấy thấy cưng không? Ảnh đang ăn chuỗi bự ngò luôn rồi, còn gì đâu nữa nói. Nè. Ăn chuỗi nữa các bạn. Phái ngò lắm. Con này mình bỏ ở đây các bạn. Trời ơi, cái con ốc con nó bám theo rồi các bạn. Nhìn thấy thiêng liêng không? Đi mà bò nó ăn được củi bông ngọt. Tao còn thứ gì để nói rồi các bạn nhìn nữa các bạn. Con gián nữa các bạn ơi. Con gián quá trời ốc con. Đây mình quay không được. Trời ơi. Gián nữa các bạn. Gián ốc con nó bò lên nữa các bạn. Mình phải gần sao để gần cái dướng này, để gần cho các bạn coi nè. Đó, vậy mà sao các bạn. Này bắt không nổi đâu các bạn ơi. Quay cho các bạn coi thôi. Chứ bắt không nổi đâu. Nó lên như thế này nè các bạn. Mình nói nè. Bắt không nổi luôn. Bắt không nổi luôn, quá trời luôn các bạn ơi. Ăn nhỏ xíu luôn, con này nhỏ xíu xíu luôn các bạn. Nó là nó ăn mấy cái gì mớp của mình là giống gì chứ. Mình lấy mình trồng cái ớt lại nè, cho nó sống các bạn, chứ không ốc nó ăn hết rồi. Bò lên ngạnh, định ngạnh nói gì theo. Còn chỗ này sao bắt cho bạn nhiều quá, sao bắt có con gián sao nó không im luôn người ta gián nè. Bỏ anh qua đây nha các bạn, cho anh sống ở đây nha. Nhiều lắm các bạn, đây nè, đây ốc con quá trời. Mình bắt cái con ốc này rồi ăn nguyên cái lá hơn đó, ăn vậy đó, thứ gì không, thứ gì chịu nổi không. Đây các bạn. Con này bắt mình bỏ nó đây, mình nuôi nó đi. Con này bự nè. Cho nó sống đi. Con này con gì các bạn? Con này con gì tội nghiệp quá vậy. Nó bị tai gì các bạn. Trời ơi. Cái này các bạn. Quá trời quá đất các bạn. Đó. Đen quá trời các bạn. Cái này là bắt không nổi luôn các bạn ơi. Mà sao không bắt nổi các bạn, nhiều quá. Trời ơi, nhiều quá các bạn. Để mình đi nè, đi coi. Bò cho mày nè các bạn. Mình bắt này ra để anh ăn rau của mình hết các bạn. Nó ăn cọng ngò của mình hết á. Trong này là một ổ nữa nha các bạn. Quá trời của đất. Để mình đi dài dài đây, đây cái con nó các bạn. Nó hay nằm ở trong mấy cái lá này nè, nó bò đây nó ăn nè các bạn. Nè đây con ốc ma các bạn. Ở đây thì khu này thì ít thôi, nhưng mà mình kiếm. Ốc ma. Đây nó ăn rau của mình. Trời ơi, con này sao nó chết rồi các bạn. Con này tội nghiệp quá các bạn ha. Ớt mình phải chùm lại vậy nó không ăn của mình các bạn. Con này mình bỏ qua đây nha. Bỏ nó qua bên cỏ bên đi. Thôi nó có bỏ đi ha. Ui con gì nữa các bạn ơi. Con này con gì nha. Sao mình thấy nhúc nhích đâu rồi ta? Mình thấy nhúc nhích mà.
Trời ơi, ốc rồi các bạn. Các bạn thấy không? Thấy gì chưa? Mình bỏ quanh đó có đám cỏ đó các bạn, cái đám cỏ đó. Bỏ nó cho nó sống bên đi. Để nó ăn rau mình hết. Nè. Nó bò đầy. Nó bò đầy luôn các bạn. Bỏ mình sống đi coi. Nó hay vô trong mấy cái này nè các bạn. Đám rau của mình. Hay vô đám rau của mình. Trời ơi, con gì đi các bạn. Con dung nha các bạn. Nhìn tối con gì nó cũng lên ngủ ha. Trời mưa hay ngày mưa ta, hay là tối nó phải lên nè. Chết rồi, con dung này nó đang có bầy kiến nè các bạn. Bầy kiến lửa. Sao ta mình cứu con dung này ra ta. Cứu con dung này ra các bạn ơi. Kiếm cây để bầy kiến lửa cắn nó các bạn thấy không nè. Nè bầy kiến lửa nè. Con dung này nó dưới bò lên nè. Mình phải cứu nó nha các bạn. Rồi nó chốt nó mất tiêu rồi. Ủa nó đâu có bị đâu. Để đây mình sợ nè. Con này đang thang ở đây. Không sao, xa thì không sao nha các bạn. Nó đi xa vậy thì nó không sao. Nó con kia mình sợ nó. Ai vậy nó thục xuống dưới à. Thục dưới đi chứ không kiến lửa nó thui vậy. Dở lên. Mình coi coi. Ở đây có không? Ở đây con dung nữa nè các bạn. Tối dung nó bò nè các bạn. Bạn thấy không? Trùng mắt. Ui ghê quá các bạn ở đây nè. Ghê quá. Mình sợ mấy con này lắm. Thôi mình đi ra đây mình quay cái đằng đây. Đi. Quay đằng đây đi. Đây thì ổ rồi. Không nói rồi. Chỗ đó ổ luôn rồi. Chỗ này. Chỗ này mấy bữa cũng ổ luôn mà. Nấu tiêu hết trơn rồi. Cái bữa nhiều lắm đó, các bạn. Hôm nay sao không thấy ta. Chắc có cô kia bỏ gì cho nó ăn. Hồi đây không thấy các bạn ơi. Các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Ở đây người ta bỏ thuốc đó các bạn. Cái mấy anh không có sống nổi, mình không có bỏ, chỗ mình không có bỏ thuốc. Chỗ mình không có bỏ thuốc. Thì anh quá trời nhiều. Nhưng mình bắt đây không nổi đâu. Mình hẹn gặp lại các bạn ở biết video sau nha. Nhiều lắm các bạn nè. Đấy.